Tết chơi còn vài rồi cho 50. Em ở đây rồi, có làm rồi mà nó chạy không bốc. Xào Tết rồi anh lên được nha. Là buôn hết rồi. Buôn hết rồi không? Buôn hết rồi. Chưa mà không lên được 160. Rồi 152 à. Bây giờ mình sẽ mở ra, mình làm lại. Bây giờ video sau khi làm lại nồi theo cái bài bên mình. Hai cái lọc gió can của Mỹ luôn. Cái làm chuông nè. Bố lại nè. Sò nè. Làm hết luôn. Như là làm cái nồi. Mì bánh mì bẻ độ. Làm hết luôn nè. Như là xe này hai cái con gió nè. Và ống xăng ở Seoul luôn, bây giờ tay móc bô hay có titan nữa. Đấy, giờ mình lắp vô mình test cho anh em xem nó khác biệt như thế nào đó. Xe này có làm rồi nhưng mà chưa có giấy rộng do viên nó thì chạy thời gian nó giờ bụi nó đóng, nó không có gió nhiều bằng cái lọc gió đầu chơi. Với lại nó chơi rồi nó tiết kiệm xăng hơn, nó mạnh bốc hơn. Bây giờ mình sẽ lắp vô test cho anh em xem nha. Đây cái radio sau khi mình làm nồi xong anh em nghe máy không? Nó là im. Test cái độ nó lên như thế nào so với lúc nãy à? Nãy được 152 thôi. Nhìn giống ga 160 mình dặn là nó còn một khúc nữa đó, khác biệt lúc nãy nha. Nãy hết ga 152 à. Rồi. Làm bô xăng nữa làm đúng bài á, rồi khoảng 90% ga là lên 160 rồi. Xe này còn thiếu cái mô pin, có ECU mà thiếu mô pin. Bây giờ mình ra mình test thử cho anh em coi robot của nó nha. Bắt lắm rồi đây. Rồi 300 pi nữa nè, rất là mốt luôn nè. 350 nữa nè. Yeah.
ơn nội dí luôn. Ờ anh em dặn gái là 160 nè, anh em để ý ông gà 90% gà là 160. Làm cho anh em coi nó khác biệt nha. Qua anh em xem clip ha. Rồi mình làm 300 đủ xe hết. Đây, tiếp tục ngày của những chiếc xe Honda SH, SH Mod, SH 300, Airblade, Honda Radio. AB150, AB125 mà mãi luôn. Cùng những xe trong nhà đang làm. Những xe dọn rồi, nhà máy rồi, lùm la hết nè. Còn ép đồ nữa. Rồi, cố gắng thủ.